này không? Thì cái bột của mình á là đặc sản là do mình tự nghĩ ra hay là mình biết được cái bột á thông qua ai à? Cái này á thì coi trên YouTube á, sau cái mình tập hợp lại tất cả xong cái mình tự làm ra. À dạ, có coi kênh cho bò review không? Dạ có. Coi em mấy lần rồi đó. Vậy hả? Rồi nhờ như vậy mà coi như là làm được cái món chiên chiên rồi mà. Tổng hợp kết hợp lại rồi mới ra là cái bột của mình. Mình rút ra nhiều cái nào mình thấy mình chưa phù hợp ấy thì mình làm thôi. Rồi lúc mà kết hợp như vậy á thì là rốt cuộc là đặc biệt ra được cái gì vậy? Thì bây giờ là cái bản của mình thì nó cũng nói chung là cũng ăn cũng được, mọi người cũng hưởng ứng. Nhất là công nhân á, giờ công nhân về thì cũng mua. Cũng tạm. Tại cái này cây nhà lá vườn á mà chồng làm cái nào thì mình xài cái đấy. Chỗ này tiền quá, này có coi như hậu phương cũng chắc quá trời luôn. Cái này mọi thứ là chồng làm hết á. Trời ơi, hèn chi. Nên đâm ra là mình có cái nào mình xài đấy, bắt đầu mình mới ra á, đâm ra từ từ mình làm cái nào, nếu mà đông khách thì mình sẽ tính theo cái kiểu đông khách. À, đó, làm cái này rồi thấy là toàn là dụng cụ của anh chồng không, là thấy vui không? Đỡ chứ, có người chồng mà lúc nào cũng làm sẵn cho mình ấy, thì cũng đỡ chứ, còn đỡ hơn một mình lo. Bán cô Thủy vừa mới chiên nè các bạn. Một trái chuối chiên mà cái lớp mà mè đen lay lấy nhìn rất là đẹp, chỉ có với giá 5.000 thôi. Bột thì cực mịn luôn, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ vỗ cho các bạn xem nó giòn như thế nào nha. Các bạn nghe nè, rất là giòn xốp nha. Bò mời quý cô bác anh chị dùng chuối chiên của chị Thủy nha. Trời ơi, chị Thủy mới bán chuối chiên mà chiên trái chuối ngon quá quý cô bác anh chị ơi. Châu và bò xin mời quý cô bác anh chị đi đến quán để xem coi chị tâm sự cái quá trình làm ra được trái chuối ngon như thế này là trải qua bao nhiêu công đoạn và như thế nào nha. Mời quý cô bác anh chị nha. Giòn mà ngon quá. À, chào chị, tụi mình là kênh Châu Bò Review đó. Thì kênh Châu Bò Review chuyên quay những cái quán ăn đường phố mà thấy là ngon, sạch sẽ, tươm tất để giới thiệu cho cộng đồng mọi người biết tới nhiều á. Thì quán của mình là coi như là quá đẹp rồi và cũng là sạch sẽ nữa. Nên là xin phép chủ quán đây cho bọn mình lại quay và phỏng vấn nha. Vâng. Ok, vậy bây giờ mình giới thiệu chút xíu về mình đi. Chủ quán tên gì ạ? Em tên Thủy. À Thủy. À, quán chuối chiên của chị Thủy đi. Chị Thủy bán ở đây là chỗ nào vậy để cho mọi người quan tâm thì dễ tới nè. Cầu Suối Địa, giáo xứ Tân Bắc, Trảng Bom, Đồng Nai. À rồi, Trảng Bom, Đồng Nai. Vậy thì ở đây nè là quán của chị Thủy là bán từ mấy giờ tới mấy giờ ạ? Em bán từ lúc 1 giờ cho tới 5 rưỡi. 1 giờ tới 5 giờ rưỡi, vậy là mình chỉ bán buổi chiều thôi. Vâng. À công nhân buổi trưa và buổi chiều. Đúng rồi. Rồi, với cái thời gian như vậy thì mình bán giá chuối chiên của mình bán là bao nhiêu vậy? Dạ 5.000 cái. À 5.000 một cái. Trời, 5.000 cái là giá dễ ăn lắm đó. Mình bán cho mọi người. Dạ, bán cho công nhân á, nên ra là mình bán vừa phải. Lời mình lời ít thì cũng được. Tạm bới ra mình muốn là lấy khách á. Chứ bán giá cao mà công nhân nó cũng khó khăn á, nên ra là khó đủ bề. Đúng rồi, với lại ngay cái thời điểm này mọi người cũng kinh tế nó khó khăn. Kinh tế khó khăn lắm. Chị tức là mình bán mình cũng có cái tâm ở trong đó quá ha. Thiệt ra là mình bán cũng là theo cái kinh tế, theo cái thời kinh tế. Thôi kệ, mình lấy xuống đường để cho mọi người có cái ăn. Rồi Thủy bán như vậy là được lâu chưa? Dạ em mới bán có 3 tháng à. Mới có 3 tháng à. Cái giai đoạn 3 tháng này gặp nhiều khó khăn lắm. Đúng rồi. Thì 3 tháng rồi, nhưng mà tuy là nói khó khăn nhưng 3 tháng thì cái sự mà rành ở trong chiên chuối á thì là cũng có rồi. Dạ thì cũng biết sơ qua rồi. Thì nếu mà nói về cái độ mà rành chiên chuối á, thì mình là có tự tin để mà chiên trái chuối cho mọi người xem không? Dạ. Ok, hay quá. Vậy thì để mà bắt đầu mình chiên chuối nè. Thì thường thường á, là làm chuối á, chuẩn bị đồ gì có khó lắm không vậy Thủy? Dạ thì cũng dễ lắm. Chỉ cái là không chuẩn bị bột, mình pha bột thôi. Còn chuối thì mình chuẩn bị trước là nhà có chuối rồi. Ở nhà mình là có vườn chuối luôn? Dạ không, thì mình đi lấy thì mình cứ để dành vậy á. À. Còn tới giờ mình làm ấy thì mình chỉ có pha bột thì mình làm thôi. Nó cũng không có mất nhiều không. Cái bột của mình á thì nói chung chuối chiên á là khó nhất dĩ nhiên là cái bột rồi. Ai người ta cũng là quan tâm tới cái chuối á là coi như là bột ăn nó có giòn rồi nó có xốp rồi nó có mịn hay không. Thì cái bột của mình á là đặc sản là do mình tự nghĩ ra hay là mình biết được cái bột á thông qua ai à? Cái này á thì coi trên YouTube á, sau cái mình
tập hợp lại tất cả xong rồi mình tự làm ra. À dạ, có coi kênh cho bò review không? Dạ có đó. Coi em mấy lần rồi đó. Vậy hả? Rồi nhờ như vậy mà coi như là làm được cái món chuối chiên đó mà tổng hợp kết hợp lại rồi mới ra là cái bột của mình. Mình rút ra nhiều cái nào mình thấy mình chưa phù hợp ấy thì mình làm thôi. Rồi lúc mà kết hợp như vậy á thì là rốt cuộc là đặc biệt ra được cái gì vậy? Thì bây giờ là cái bản của mình thì nó cũng nói chung là cũng ăn cũng được, mọi người cũng hưởng ứng. Nhất là công nhân á, giờ công nhân về thì cũng mua, cũng tạm. Mới ra 3 tháng ấy thì người ta cũng ủng hộ cho mình. Tức là người ta ăn, người ta thấy ngon, người ta quay lại á, mình thấy như vậy là mình thấy cũng có cái kết quả trong cái sự cố gắng của mình. Cũng mừng được như vậy. Chúc cho quán càng ngày càng phát triển nha. Rồi, hiện giờ là Thủy đang làm công đoạn gì vậy? Dạ, em ép chuối. Rồi, sau 3 tháng rồi, cái ép chuối của mình kinh nghiệm chỗ này là sao nè? Thì quấn vô, mình quấn gọn gàng muốn đầu ấy, quấn nó khó lắm. Nó hay bị lệch lệch, nhưng mà giờ thì đỡ rồi. Quấn từ từ vô, xong rồi mình ép từ từ ra thì nó vừa. Thấy cái thớt thì ok nè, nhưng mà cái miếng kiến á, cái miếng kiến thấy hình như còn mới, còn bén quá, sao không mài lại cho không, cái này là chồng mài hết rồi, nó không có bị đích đâu. À, có anh chồng hỗ trợ rồi cũng đỡ, chứ nhìn cái miếng kiến nó sợ quá, để sao cho nó, để nó đừng có bén. Biết thế mà, là nhà có đồ mài ấy, thế là cứ làm cái là mình phải làm mài. À, cũng hay. Nhiều lúc có ba chạm ấy, nhau thì phải sợ cái vấn đề đấy. Thấy tư thế cũng chuẩn ghê ha. Chứ không phải là cứ mà muốn đè sao đè mà cũng phải có tư thế chút xíu cho nó dễ. Cái từ từ bây giờ mới nữa năm nay mình dám làm ăn. Cái chuối ép như vậy nè thì mình làm tới bây giờ thì cái kinh nghiệm lựa chuối của mình là như thế nào vậy Thủy? Dạ dạ em lựa chuối nó quay lên cho mọi người biết nha. Dạ dạ vâng. Đây con em. Ở đây là hai anh chị bán chung luôn. Có khi nào anh ra chuyên chuối cho chị luôn không? Vậy là Thủy bán với anh tên gì ạ? À? Em tên là Hưng. À Hưng. À. Vậy là ủa rồi hai người thay ca với nhau như thế nào vậy? Cũng không có thay ca, chỉ là vợ bán thôi, còn mình rảnh rỗi thì mình phụ. Thấy hồi nãy chị tâm sự là cái miếng kiến á thấy sợ nó bén quá, nói là anh mài rồi, mài rồi. Mài để cho chị làm đó phải không? Vâng, vâng đúng rồi mài. Nói chung là cũng an toàn thực phẩm cũng sạch sẽ lắm, không vậy đồ toàn mới không à. Dạ, hy vọng là qua cái clip này mọi người biết nhiều hơn để ủng hộ quán vợ chồng mình nha. Vâng, vâng, okay. Cảm ơn anh. Rồi, ok. Rồi, quay tiếp nha. À, rồi, quay tiếp. Rồi. Mình có bộ mình quen cái công đoạn mà ép chuối rồi đó. Rồi còn qua công đoạn mà ngâm bột với lại để chiên á, bây giờ là khó khăn lắm không? Chỗ này bây giờ vẫn còn khó không? Dạ không, cứ đỡ. Tùy theo cái lượng lửa của nó, nếu mà lửa nó mạnh ấy thì bột nó chiên nhanh nhanh lắm, ngon. Cái lửa nó bị úp lại với nhau á. Úp lại với nhau lúc lấy ra khó. Rồi có cả cái máng để ráo dầu đúng nữa. Đúng rồi vâng. Thôi là nó ra nó nhiều dầu, nó vô cái bột, cái bột mình nó dính. Rồi mình lại ướp thêm một lớp bột nữa để mình chiên. Cái này em ướp 3 lần. Có lúc nào mình chiên thử là mình áo 2 lần chưa? Không, thì trước khi ra quán thì mình đã thử mấy lần rồi. Mình thử cái lần nào nó ngon nhất, nó giòn nhất. Đó. Cái lần ba lần này thì nó sẽ giòn lâu, nó ngon. Vậy thì thử tới thử lui đồ gì nè, thì cái công thức của mình á là có nhiều loại bột không hay là chỉ đơn giản là bột gạo với bột mì thôi? Dạ cái này là em dùng 4-5 loại bột ạ. Wow vậy hả? Vâng, chứ nếu mà cái bột gạo không nó sẽ cứng lắm, cứng bắn. Tại bột gạo bột mì rồi bột chiên giòn đấy, mấy cái loại bột đấy. Rồi còn để mà tạo màu có bỏ nghệ hay bỏ thì em có bỏ một tí bột nghệ vô. Tí thôi, không dám cho nhiều. Nó cho nhiều á nó màu nó lên, nhiều lúc mình không biết màu chuối hay là màu nghệ. Nên giờ chỉ có cho tí thôi. Cho một tí thôi, một ít thôi, tức là mình làm tới làm lui rồi. Đúng rồi. Giờ mình ra được cái là ai một chút xíu bột nghệ. Dạ. Bánh thì làm hay làm ở nhà cho mấy đứa con ấy nó ăn, bánh này bánh kia ấy. Rồi xong rồi thôi mình nghĩ ra mình có cái mặt bằng ở đây nè, dạ, để mình mở ra mình bán luôn. Dạ, với lại kết hợp với lại sự hỗ trợ của ông xã nữa. Một mẻ như vậy là một lần mình chiên được bao nhiêu trái?
Nếu mà chiên được thì 8 cái. À, 8 cái. Có nhiều cái thao, nhưng mà để ý của cách chiên của Thúy á, thì là hình như là rất là coi trọng cái phần mà để cho ráo dầu, đúng không? Tại sao mình phải quan trọng cái phần ráo dầu đó vậy? Tại vì bây giờ cái gì cũng vậy, bánh mà có dầu, dính dầu người ta ăn ngán lắm. Thành ra là mình làm sao cho nó bớt cái dầu lại. 3 tháng chiên rồi, nhưng mà trong cái lúc chiên á, Thủy thấy cái phần khó nhất của cái kỹ thuật chiên, chú chiên ấy là như thế nào vậy để cho khách người ta ăn cái bánh ngon? Kỹ thuật em chả biết kỹ thuật như thế nào nữa. Cách chiên, cách chiên nó kỹ thuật cho nó sai, cho cách chiên nữa. Thì cách chiên thì mình chỉ cách chiên là cho lửa nó to, nó đều. Sau cái bánh ấy thì mình làm sao để cho nó tròn bánh, đừng có bể bánh nhiều. À. Đấy, vậy thôi. Chứ còn em mới ra nhiều lúc kinh nghiệm em cũng chưa có nhiều đâu. Dạ. Tuy là chưa có nhưng mà là cũng phải cố gắng làm đúng sao rồi. Đó để mà bánh mình ngon. Chứ không thể nào mà coi như phải tiến lên hàng ngày á. Đúng rồi, mình phải tiến chứ mình lùi nữa là khách nó bỏ đi hết. Mới ra mà. Rồi qua 3 tháng rồi cứ chiên hàng ngày lên như vậy đó. Rồi có cái gì mà thấy là mình không nên làm khi mà mình làm chú chiên này không, hay là những cái nào mà mình nên làm để mà trái chú chiên là khách lại người ta thấy ngon không? Không, thì bây giờ cái công thức của em nó như vậy thì em cố gắng em giữ theo cái công thức vậy thôi. Bây giờ mà muốn mà đổi một cái công thức khác ấy, thì người ta là ăn cái kiểu bánh nó lại khác. Coi như là ổn định không biết bánh rồi. Để mình ổn định xong ha, thì mình mới tính theo cái đường nếp tiếp. Nhưng mình không có dám là vừa mới làm cái này xong cái mình lại làm theo cái khác nữa. Đúng thì rồi, đó, nó rối. Nó rối lắm, với cả người ăn ấy, người ta sẽ cảm nhận là cái hương vị lần trước người ta ăn như thế nào, bây giờ là ăn lần khác, thì ra nó khác. Mình làm mà có lúc nào mà mình túc lên mà mình tới đập chảo bếp luôn không? Có chứ anh. Vậy hả? Tại vì mình mới á, nên ra nhiều cái á, lúc thì làm được, lúc làm không. À. Nên ra là lúc mà làm không được mình buồn chứ. À. Mình bảo là không biết nguyên nhân sao cái bánh không lên nó lại không ngon như hôm trước. Đấy, cứ mỗi ngày cái mình phải rút ra một cái kinh nghiệm nào đó. Cứ mỗi ngày là coi như mình rửa được một miếng, mỗi ngày mình thêm một chút xíu. Phải mỗi mở ra cái là nó ngon. Nó nhiều cái nó khó khăn, làm rồi thì mình mới biết là ở trong nó tự nhiên nhiều cái nó phức tạp. Có nhiều cái lúc mình làm cái là mình tức lắm đó ha. Mình làm ấy thì phút đầu tiên là em ngày nay em cũng phải ăn hết đấy, ăn để cảm nhận được xem là cái bánh của nó là như thế nào. Tại vì kinh nghiệm bánh của mình ấy mình chưa có nhiều, ra là mình phải ăn trước để xem là hôm đấy bánh nó như thế nào, rồi mới dám là để xem khách nó cảm nhận như thế nào. Nó trong nó ăn xong cái nó bỏ đi luôn thì lúc đấy mình mất khách. Coi như là bán xong rồi còn phải ráng quan sát coi khách hàng ăn xong rồi cái nét mặt như thế nào, đúng không? Nhiều người ta ăn ngon, người ta ăn xong người ta bảo là bánh thì nó ngon. Rồi coi cái nét mặt sao mà tự nhiên giờ có thêm ví dụ là bỏ mè lên trên một mặt của trái chuối chiên vậy? Dạ, tại vì có mè nó có thơm, nên cho nó thơm mùi vị mè. Người ta thấy cũng đẹp nữa. Đúng không? Một mẻ như vậy nè, là thường bây giờ chiên 3 lần đó, mình tốn thời gian bao lâu để ra một mẻ chuối chiên được? Dạ, khoảng chừng mẻ đầu tiên thì nó hơi lâu, nhưng mà mấy mẻ sau này mình cũng nhanh lắm. À, sao nó lại nhanh hơn vậy? Tại vì cái lượng lửa của nó sẽ đẹp. Khúc mẻ đầu tiên lửa nó chưa có lớn ấy. Hình như là anh thấy là lúc cái bột mình pha là không có để mè. Đúng rồi, trừ khi là bánh lần thứ 3 mình sẽ rắc mè lên. Sao mình không để mè trước cho nó ăn vô cái bột nên nó thơm? Mè nó vô cái bánh ấy, làm ra là không nhìn thấy mè bên ngoài. À. Nên làm ra là em muốn là để là lần thứ 3 rắc mè lên, lúc đấy cái số mè này nó sẽ để nhìn thấy rõ hơn. Còn nếu mà rắc bỏ vô rồi thì lúc nó không nhìn thấy mè. Như đây nè, anh thấy không? Nếu mà ở trong mè thì nó đúng dính rồi. Ở trong rồi. Cái lớp bột nó áo đúng ở rồi, ngoài. Nó áo hết bên ngoài, nên ra là không thấy mè nữa. Thì cái đó là không có ngợi về cái mặt và không hút khách hàng đó. Có mè nó ra nhìn nó nổi hơn. Đúng rồi, nó cũng đều thơm như nhau, nhưng mà nó cái lớp ở ngoài thì thu hút khách hàng hơn. Vâng. Dạ, cái này khoai. Em cũng bán 5.000 luôn. À, khoai gì vậy? Khoai chiên. Vâng. Khoai chiên thường ta bán là theo lạng, còn sao khoai này biết bán theo miếng là vậy? Tại vì em muốn bán theo kiểu ngày xưa mình cứ ăn một miếng khoai á. Ra mà cho một miếng 5.000 cho mọi người dễ, nhiều người ta ăn 5.000 mà cắt nhỏ thì phải ăn 10.000. Nhưng mà lúc cắt như vậy rồi sao cắt đều được? Thôi, chồng em thiết kế ra cái máy cắt. À. Cắt khoai.
Trời ơi, sao cái gì vậy? Cũng có bạn chồng chúng ta vô trơn vậy. Ở đấy thì nói chung là chồng em thì mấy cái lạc vạch là làm giỏi lắm. À. Thiết kế thì kia là giỏi. Coi như là bên đây thì mình thì thích chiên chuối, còn bên bên bạn kia thì là coi như là thích sáng tạo. Thích sáng tạo. Vâng. Rồi coi như hợp quá rồi còn đòi gì nữa trời. Vâng. Người ta làm lâu mà nó mề nói chuyện nó chảy thế này. Có sao không? Có sao không? Bởi vậy làm cái chuối chiên đòi hỏi phải tỉ mỉ với lại tập trung quá ha. Tập trung lắm. Tại một mình làm á nên đem ra là phải vừa xoay qua xoay lại. Khi mà cháy như vậy nè, rồi có đáng lo lắm không? Cháy là cháy cho nhà ăn. Còn phải là lấy trái ngon ra để mà hút khách đúng không? Em không dám bán mấy cái loại như cháy hay là bánh nó hư đâu, nó sợ lắm. Các bạn thấy nè, chỉ là sơ sẩy một chút xíu thôi đấy, mà những cái những trái như vậy nè là không có bán được. Rồi, là mình phải chiên cái mẻ khác á ha. Tại vì nếu mà bán như này người ta ăn người ta nhận xét liền à. Tại vì bánh của mình là muốn giòn với cả nó thơm, mà bây giờ nó đen thì người ta ăn vô nó sẽ bị đắng. Còn người nhà mình ăn kiểu gì cũng được à. Các bạn nhìn dầu của quán của Thủy Dụng nè là Happy Koki. Chai này là chai 5 lít nè, mà mới luôn. Rồi có cả hàng Việt Nam chất lượng cao và một số cái chứng nhận, và có cái chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nữa. Nên là mọi người hãy yên tâm khi mà mua chuối chiên của quán nhà Thủy nha. Cái dầu như vậy á, mình chọn dầu chị thường thường là cái giá nó sẽ mắc hơn á. Rồi có ngợi về kinh tế không? Dạ không, thì nói chung là bán 5.000 mà sử dụng dầu này thì em không có lời nhiều đâu. Nhưng tội là mình mới, mình không dám là lấy nhiều, với cả mua bán cho công nhân nó ăn uống này kia nữa. Coi như dài dạng mình bán. Bán thì mình bán để cho mình lấy kinh nghiệm, với cả coi như là cũng có một cái đồng xoay bình thường thôi. Giờ em cũng làm công nhân mà em biết mà. Mình cũng biết được cái chi tiêu của công nhân này kia, nên là mình có cái sự cảm thông với người ta. Chứ làm đâu bao nhiêu tiền đâu, nên ra là thôi anh coi như mình cố gắng lấy công đủ cái số tiền đi chợ hàng ngày. Coi như lấy công luôn đó, giống như người ta đi làm thì mình đi bán chứ chiên á, chứ cũng không có gọi là mong gì hết. Tất cả một phần thì mình bán ấy, nhiều lúc mình muốn lấy kinh nghiệm. Dạ. Đấy, kinh nghiệm mình lo về sau này thôi chứ đâu phải trước mắt đâu. Nhiều lúc mà bánh mà mình ngon mình để lại cho con mình về sau. Đó, kiểu vậy. Cái đặc biệt nhất á, của cái trái chuối chiên của quán mình á, dạ, là như thế nào vậy Thủy? Dạ nó giòn. Nó giòn, nó mịn, nó ăn nó không có cứng, nó không có dai. Nói chung là vừa ăn với mọi người. Wow, các bạn nhìn nè, cái lớp chuối bên trong nè, vẫn còn rất là kỹ cái lớp chuối bên trong nha, và mật chuối tươm ra nè, rất là đẹp luôn các bạn xem nè. Mời mọi người nha. Cái gì chuối ngon quá bạn ơi. Bột thì mịn, giòn và rất là quyến miệng, rất là ngon. Cái mùi của mẹ rất là thơm nữa. Nãy giờ được Thủy cho tâm sự về cái quán chuối chiên, cũng như là cái quá trình mà mình làm nó phải từng chút một để mà có càng ngày nó càng ngon hơn. Rồi người ta sẽ coi, người ta sẽ thấy là cũng muốn thử cái hương vị trái chuối chiên mà có cái lớp mè đen óng ánh ra ngoài như thế này nè. Thì giờ mình có lời nào để mà nhắn nhủ với những thực khách có thể là lại đây gần đây á, lại chạy lại đây để ăn chuối chiên không? Dạ thì muốn thử chuối ngon chuối giòn thì cứ tới quán em cô Thủy cầu xuống đĩa. Rồi cái này nè, biết là giá là rẻ rồi nhưng mà giờ người ta lại người ta ăn nhiều quá, có tặng thêm cái nào không? Thì cứ mua 10 tặng 1. Ok, chuẩn luôn. Các bạn nhớ ghé quán của Thủy nha, quán của chị Thủy rất là ngon. Và chuối chiên lại rẻ nữa, nên là mình rất là ủng hộ quán ở đây. Đó là cảm ơn mọi người rất là nhiều nếu mà ủng hộ quán của Thủy nha. Và hãy ủng hộ kênh Châu Bò Review bằng cách là các bạn hãy like và đăng ký kênh cho bọn mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye. Bye bye, cảm ơn nhiều nha.